sống này tươi đẹp bởi có những ước mơ, và thú vị biết bao bởi còn có những điều bất ngờ. Hãy để chúng tôi nâng cánh những ước mơ, những hoạch định tương lai của bạn. Chúng tôi là công ty bảo hiểm nhân thọ Fubon Life Việt Nam, thành viên tập đoàn tài chính Fubon. Thành lập năm 1961 tại Đài Loan, sau hơn 55 năm phát triển, tập đoàn tài chính Fubon đã đang trở thành tập đoàn hàng đầu châu Á với tổng tài sản hơn 179,4 tỷ đô la Mỹ. Trong suốt thời gian hoạt động, tập đoàn tài chính Fubon đã liên tục vươn lên mạnh mẽ để phục vụ hơn 10 triệu khách hàng trên toàn thế giới. Fubon đã, đang và sẽ luôn sẵn sàng cung cấp cho thị trường bảo hiểm nhân thọ Việt Nam những sản phẩm tốt nhất với chất lượng tư vấn và dịch vụ khách hàng vượt trội. Với chiến lược tập trung vào 3 ưu tiên được ví như kiềng ba chân là nhân thọ, ngân hàng, phi nhân thọ, nhằm thể hiện sự đầu tư nghiêm túc, lâu dài và cam kết mang đến những sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhu cầu bảo hiểm và quản lý tài chính thường xuyên thay đổi của các cá nhân và tổ chức tại Việt Nam. Với bề dày kinh nghiệm, tiềm năng tài chính và uy tín trên thị trường, bảo hiểm nhân thọ ở Việt Nam vẫn duy trì tốc độ phát triển tốt. Khi có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp và người dân ngày càng quan tâm nhiều hơn đến việc bảo vệ an toàn tài chính cho bản thân và gia đình. Trong khi đó, khung pháp lý ở Việt Nam về hoạt động kinh doanh bảo hiểm cũng đang hoàn thiện trên cơ sở bảo vệ quyền lợi khách hàng và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động. Được đầu tư thành lập từ năm 2010, công ty bảo hiểm nhân thọ Fubon Việt Nam sẽ tiếp nối và nâng cao các giá trị cốt lõi, thành tín, thân thiện, chuyên nghiệp và sáng tạo của tập đoàn tài chính Fubon. Áp dụng những kinh nghiệm thành công của công ty bảo hiểm nhân thọ Fubon Đài Loan vào việc thiết kế các sản phẩm dịch vụ bảo hiểm phù hợp với nhu cầu thị trường và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định tại Việt Nam. Cùng với sự phát triển của kinh tế Việt Nam, các bậc cha mẹ ngày càng coi trọng việc giáo dục đào tạo của con cái. Công ty sẽ tập trung vào các sản phẩm bảo hiểm có hoàn vốn, loại hình tích lũy và quỹ giáo dục tích lũy. Đồng thời căn cứ vào đặc tính và nhu cầu của thị trường để đưa ra những sản phẩm bảo hiểm thiết thực. Trải qua hơn 5 năm hoạt động với nỗ lực không ngừng, Fubon Life Việt Nam đã đạt được những giải thưởng danh giá trong nước như 3 năm liên tiếp đạt giải thưởng Rồng Vàng do Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức, giải thưởng top 100 sản phẩm dịch vụ tốt nhất cho gia đình và trẻ em do Báo Lao động và Xã hội phối hợp cùng Tạp chí Gia đình và Trẻ em tổ chức, cũng như giải thưởng sản phẩm dịch vụ gia đình Việt lựa chọn do Thời báo Kinh tế Việt Nam tổ chức. Với việc thiết kế các sản phẩm dịch vụ bảo hiểm phù hợp với nhu cầu thị trường và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định tại Việt Nam, hoạt động của tập đoàn tài chính Fubon đã mở rộng phát triển từ ngân hàng, bảo hiểm phi nhân thọ đến bảo hiểm nhân thọ, trở thành đối tác tốt nhất về dịch vụ bảo hiểm và tài chính đối với người dân tại Việt Nam, Đài Loan hay các nước trong khu vực và trên thế giới. Fubon Life Việt Nam nhận thức sâu sắc trọng trách của một doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ trước sứ mệnh phục vụ xã hội, bảo vệ tương lai gia đình trước rủi ro của cuộc sống thông qua các giải pháp bảo hiểm nhân thọ. Ước mơ của khách hàng là trách nhiệm của Fubon Life Việt Nam, nên chúng tôi luôn cung cấp cho khách hàng dịch vụ chuyên nghiệp tận tâm, nỗ lực trở thành đối tác trong lĩnh vực tài chính tiền tệ và bảo hiểm đáng tin cậy nhất của khách hàng nói riêng và các doanh nghiệp Việt Nam nói chung. Thị trường bảo hiểm của Việt Nam đang ở giai đoạn đầu của sự phát triển. Công ty dựa vào nhu cầu bảo hiểm của khách hàng để vạch ra các chiến lược kinh doanh, định hướng sản phẩm chính, đồng thời không ngừng thu thập thông tin về thị trường địa phương, xây dựng kho tư liệu quản lý quan hệ khách hàng, phân tích thông tin khách hàng nhằm phân đoạn thị trường bảo hiểm dựa vào các đặc tính của thị trường mục tiêu và các phương thức khác nhau để cung cấp các sản phẩm bảo hiểm nhân thọ đa dạng. Công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ chuyên môn trong lĩnh vực bảo hiểm được Fubon Life Việt Nam coi trọng như một trong những nhiệm vụ hàng đầu, bồi dưỡng đào tạo toàn diện đối với cán bộ có năng lực để tiếp cận gần hơn với các nghiệp vụ chuyên môn nhằm đạt được mục tiêu mang lại sự phục vụ tốt nhất cho khách hàng các dịch vụ bảo hiểm tài chính toàn diện. Fubon Life Việt Nam lựa chọn chiến lược đầu tư vào chất lượng dịch vụ chuyên sâu cũng như giá trị bảo vệ vượt trội từ các sản phẩm. Vì chất lượng dịch vụ luôn là một trong những tiêu chí quan tâm hàng đầu của khách hàng khi lựa chọn doanh nghiệp bảo hiểm.
hãy để Phu Bông là người đồng hành cùng bạn trong cuộc sống. Với tinh thần sáng tạo, luôn tìm kiếm cái mới để trở thành tập đoàn tài chính phát triển mang tầm quốc tế. Phu Bông Life Việt Nam sẽ biến ước mơ của bạn thành hiện thực. Phu Bông Life Việt Nam luôn phục vụ chu đáo tận tâm từ những điều nhỏ nhất. Cùng bạn tạo ra những giá trị đích thực trong cuộc sống, mang lại sự hài lòng tuyệt đối cho khách hàng khi sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Phu Bông Life Việt Nam, thành tín, thân thiện, chuyên nghiệp, sáng tạo.